Thật ra con ốc đồng phải chịu tiếng quang, tình người phai nhạt thì có, nhưng xinh đừng dí dòn với nước của ốc. Con ốc đồng qua bàn tay chế biến thành những món ngon dân dã, rặt kiểu đồng bưng. Nước ốc không hề nhạt mà vẫn đậm đà hương vị quê hương, để người xa quê lâu lâu nhớ lại rồi chép miệng thở dài vì thèm. Thank you.